Thưa quý vị, Việt Nam nỗ lực hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2020 theo cam kết với thế giới. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của cả nước và đặc biệt là phải có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch, giảm phát thải. Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam trở thành nhà sản xuất thép thô thứ 13 thế giới, đứng đầu ASEAN về sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm. Tuy nhiên, ngành thép phải đang chịu trách nhiệm cho 7-9% tổng lượng phát thải quốc gia và 45% các quá trình công nghiệp. Chính vì vậy, Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết ngành thép đang nỗ lực đưa ra lộ trình giảm phát thải, tập trung tối đa mọi nguồn lực về công nghệ, trang thiết bị sản xuất nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 giảm từ 5-10% phát thải, năm 2030 giảm từ 20-30% và năm 2050 giảm về không. Đối với ngành công nghiệp thép hiện nay thì một số doanh nghiệp thép, nhà sản xuất thép cũng đã bắt đầu áp dụng những các giải pháp, có đưa ra những cái chương trình hành động và áp dụng những giải pháp, ví dụ như là áp dụng những cái công nghệ mới để tiến tới xanh hóa dần toàn bộ cái quy trình sản xuất thép. Đây thực sự là một cái nhiệm vụ hết sức là thách thức và rất khó khăn đối với doanh nghiệp thép. Phát triển xanh đã trở thành xu hướng chung tất yếu của thế giới nhằm hạn chế và loại bỏ các tác động xấu của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế xã hội. Yêu cầu này đặt ra cho doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề một cách tiếp cận mới về sản xuất sạch, môi trường xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch, nguyên liệu tái chế, v.v. Đây là xu thế tất yếu của nền kinh tế toàn cầu sẽ mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nào bắt nhịp kịp. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất lớn lại thiếu hành lang pháp lý và các cơ chế nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn, rào cản. Ở Việt Nam mình thì hiện nay cái công tác chuẩn bị cho cái năng lượng mới này tôi cảm giác như là mới có bắt đầu và nó rất là nhiều cái khó khăn, nhất là về pháp lý, về những cơ chế hỗ trợ và đặc biệt là các cái công nghệ tiên tiến này nó đòi hỏi một cái chi phí đầu tư lớn và nó rất là cần những cái cơ chế hỗ trợ ngoài chính sách, còn cái cơ chế hỗ trợ về tài chính. Tuy nhiên chúng ta chưa có sẵn sàng và chúng tôi hy vọng rằng là trong tương lai rất là sớm, Việt Nam chúng ta sẽ có những cái chính sách để hỗ trợ cho các cơ chế này phát triển. Theo các chuyên gia, bên cạnh thiếu cơ chế, chính sách thì khả năng tổ chức sản xuất sạch, cung ứng xanh ở Việt Nam nói chung đang gặp nhiều vấn đề như tư duy sản xuất nhỏ lẻ, doanh nghiệp hạn chế, tiềm lực, chưa bắt kịp với hệ thống quy chuẩn toàn cầu. Đây là thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Đầu tiên đó là về nhận thức, đấy là thách thức. Thách thức thứ hai nữa của doanh nghiệp đó là triển khai. Thì cái này cũng cần đòi hỏi cái sự chung tay, sự chuyển đổi một cách có hệ thống từ phía chính phủ, tạo ra một cái môi trường kinh doanh xanh, đưa ra những cái luật lệ rất rõ ràng và những cái ưu tiên, những cái ưu đãi cho những doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể triển khai. Hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phấn đấu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 là chủ trương rất lớn của chính phủ Việt Nam. Hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Việt Nam ký kết đều có các quy tắc cam kết về bảo vệ môi trường và phát thải thấp. Điều này bắt buộc doanh nghiệp phải đặt nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngang hàng với hiệu suất kinh tế. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, hướng đến phát triển bền vững. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính phủ.